Hiện nay các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành điện tử tại Việt Nam phần đông là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng điều đáng nói là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam dù chiếm tới 98% nhưng chỉ có 21% số này liên kết với chuỗi cung ứng nước ngoài. Nhằm hỗ trợ nhóm này tham gia vào chuỗi giá trị của ngành điện tử, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID quyết định thực hiện dự án liên kết giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Link SME trong giai đoạn 2018-2023. Tại hội thảo cầu nối liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vào chuỗi giá trị của ngành điện tử, ông Ron Askin, giám đốc dự án USAID Link SME nhận định các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng rất lớn, cần được hỗ trợ để tiếp cận thông tin, nguồn đầu tư để có thể tự tin và vững vàng cạnh tranh cùng các đối thủ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện tồn tại những bất cập trong việc thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, như việc áp dụng kỹ thuật kém nên năng suất lao động thấp, việc thiếu kinh nghiệm làm việc với doanh nghiệp nước ngoài, lao động thiếu tay nghề, v.v. Nhiều doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam chưa thực sự hài lòng về chất lượng và năng lực của các nhà cung cấp nội địa. Gần 60% cho rằng khó hoặc rất khó để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa để có thể hưởng các ưu đãi thương mại do gặp phải các vấn đề về chất lượng và năng lực của các doanh nghiệp trong nước.